coi. Sống lo làm này ngồi đây trời. Ơi, làm gì mặc cái quấn bao vậy? Hả? Có gì nói đi, ai làm buồn? Tôi xử người đó cho. Ừ? Mẹ tôi. Cái gì? Bà là ai? Sao bà đi theo tôi? Mẹ là mẹ của con nè Hạnh. Mẹ là mẹ Sương, mẹ của con nè. Bà buông ra đi. Bà nhầm người rồi. Ông nội nói với tôi là mẹ tôi chết rồi. Mẹ là mẹ của con nè. Mẹ chưa có chết. Mẹ về đây thăm con với thằng Phúc nè. Hạnh. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tự nhiên đâu mười mấy năm, chục năm trời đi mất tiêu, không biết gì hết trơn. Tự nhiên giờ bà nói bà gặp mẹ bà. Tôi thật sự tôi sốc luôn á. Tôi còn sốc hơn bà nữa mà. Rồi bà làm sao? Lúc đó bà làm sao? Người đó là mẹ mình thiệt sao? Mẹ mình còn sống trên đời thiệt hả? Vậy thì bao nhiêu năm qua bà ở đâu chứ? Sao tự nhiên bây giờ lại tìm tới mình? Có thật là mẹ mình không? Trời ơi, chuyện vừa xảy ra là thiệt hay mơ vậy trời? Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Vừa vui mà cũng vừa buồn. Nhưng mà thật sự tôi hận bả lắm luôn á. Tại sao lại bỏ hai chị em tôi đi lúc mà hai chị em tôi còn nhỏ xíu à? Rồi bà nói chuyện này cho nội biết chưa? Nhưng mà tôi có dò ý nội thử. Nội phản ứng gay gắt lắm. Nói như là mẹ tôi chết rồi vậy đó. Còn thằng Phúc á, thì nó nghe tin này tôi không biết nó phải làm sao nữa. Ủa sao vậy? Tao nghe điện thoại đi. Bả gọi đó. Không biết kiếm đâu ra được số điện thoại của tôi nữa. Tôi nghĩ bà nên đi gặp thử rồi sao á. Bà nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ gặp bà đâu. Không lẽ bao nhiêu năm qua bà không thắc mắc là mẹ như thế nào, rồi cuộc sống ra sao hả? Thôi bà đừng nói nữa. Tôi quyết định rồi, không gặp là không gặp. Nhưng mà bà không có được nói chuyện này cho ai đó nha. Thank you.
lần đi gặp thử. Không được. Nội bà biết đó hả? Chắc bà đánh được chết luôn đó hả? Sao bà không giờ gặp nội mà lại gặp mình chứ trời. Ủa hai, sao ngồi thơ thẩn như bà khùng vậy? Sao đi ở ngoài rồi tự nhiên ở đây? Thì tự nhiên đang đi, em bị đau bụng nên phải về nè. Ừ vậy về đi. Ê, mà thôi thôi thôi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi, chị hỏi cái này xíu. Hỏi gì vậy? À đừng có nói kêu em tư vấn tình cảm nha, em không biết đâu á. Không có, chuyện khác. Chuyện là sau đó giờ không khi nào mà hai anh em nói về mẹ hết vậy? Nói về mẹ hả? Cũng có mà. Lâu lâu em cũng hay thắc mắc, nghĩ là mẹ sẽ như thế nào nè, gương mặt mẹ ra sao, mập hay là ốm, giờ mẹ đang sống ở đâu, không biết là còn sống hay là đã chết như là ông nội đã nói. Nhưng mà thắc mắc thì cũng có được gì đâu. Là bây giờ mẹ mà về tìm gặp em thì em tính sao? Giờ bà mà có về thì em cũng đâu có nhận ra bà là ai đâu. Nói chung á là em chỉ cần có nội với hai là đủ rồi. Thôi về. Ê, chờ hai với coi. Thế đi đi. Từ từ chứ mày làm gì mày? Quýnh con cờ suy nghĩ đâu có 15-20 phút một con cờ. Quýnh ván cờ 8 tiếng hồi chưa xong. Quýnh cờ chứ bộ đi quýnh giặc hả mày? Đó. Nhưng mà quýnh cờ chắc chưa? Cho con ngựa mày là sập hầm bơm nè. Chắc đứng yên cho ăn á, chắc đứng yên. Ông ơi! Trời ơi! Trời ơi! Hai người ngồi đây quýnh cờ hả? Có chuyện động trời rồi nè. Chuyện gì là động trời? Quýnh cờ mày mới sau lưng cứ nói hoài, chồng mày nó ăn tao nè. Quýnh rồi, quýnh rồi, tiếp. Rồi khoan, để tao đi đi phải không? Con ngựa đi rồi, đâu đứng yên được. Chết cha mày rồi nè. Trời ơi, chết tía, hai người ngưng đi, nghe con nói chuyện nè. À, chắc cú tía. Chưa? Cái gì, chuyện gì? Khúc này bà để khúc này chắc cú chưa? Ta chắc rồi đó. Có xin đi, không xin đi lại nha. À. Không xin lại nha. À. Chết con xe. Ê, trả xe. Khỏi đi. Trả xe. Con nói tía, không xin lại tía. Trời ơi, thôi, hai người ngưng đi. Bà Sương, con của chú Cự về rồi kìa. Trời, gì lớn. Cái gì? Bà Sương chú Cự về? Ừ. Trời ơi trời, cái này tính động trời thiệt đó nha. Đó. Động đất tao cũng sợ chứ đừng nói động trời. Trời ơi. Mệt thiệt. Bà Sương, kệ bà. Bà đi mấy chục năm rồi tự nhiên giờ trầu đầu về, tao tưởng chết đâu đó rồi chứ. Trời ơi là trời, cái miệng ác thiệt luôn á trời. Mắc mới gì tao, tao mừng. Trời ơi, là ơi tía vô tình vô cảm thiệt luôn á nha. Mà sao bà kể tôi nghe. Bà sao? Thiệt ra đó là tôi cũng chưa có gặp bà nữa. Ồ. Nhưng mà tôi thấy ngoài chợ người ta đồn sùm lên, nói là có một bà Việt kiều nào đó sang trọng lắm, cứ lân la hỏi thăm về nhà của chú Cự, rồi hỏi thăm về con Hạnh, hỏi thăm về thằng Phúc, ui hỏi tùm lum tùm la hết trơn á, mà có người nhận ra bà là bà Sương. Trời ơi, Việt kiều đó nha tía. Không phải dẫn chơi đâu nha. Cha, tính là kỳ này ông Cự vô khúc luôn á. Ông này có gì đâu không à. Nhưng mà chuyện này ông Cự biết chưa? Chưa. Bây giờ con chạy quan báo ông Cự, ông Cự mới biết nè. Ai nhờ mày? Ai nhờ mày? Có ba vụ gì chuyện này khoái lắm. Khoái nhiều chuyện mà. Mệt. Ông Cự biết chưa? Dạ hình như chưa nữa đó tía. Nhưng mà con thấy á, chú Cự nào giờ coi chị Sương này giống như là đã chết rồi vậy đó. Bây giờ á, chị Sương mà mò về tìm á, thế nào cũng bị giác chổi đuổi đánh ra khỏi nhà, chứ không phải giỡn chơi đâu nha tía. Có đâu, ai khờ đi đuổi Việt kiều ra khỏi nhà. Có đâu. Trời ơi, ông không biết gì hết trơn á. Thôi bây giờ vậy nè, tía về bằng cờ đi. Còn tía chạy qua nhà ông Cự, báo cho ông Cự biết. Mày đừng có nhiều chuyện. Không phải tranh thủ để bà Sương mà về cái không còn cái gì bất ngờ. Hai tía con qua tạo một cái gì đó giống như là lập công á, để mà muốn có được chia chút. Thôi, chuyện nó không phải tới mày đâu. Hai đứa mày ở nhà đi. Tao đi. Tía, cho con đi với. Tao không có cho mày đi nha. Tía. Tao đi. Tía đi đi tía. Đợi con xíu tía. Nè. Gì? Ông đừng có tào lao nha. Đi vô trong nhà, phụ tôi nấu cơm. Trời. Nhanh lên. Giờ này mà nấu cơm, ăn cơm có ngon miệng hay không? Ủa? Đi tới giờ cơm phải vô ăn cơm thôi, ngon không ngon gì cũng phải vô hết á. Nhiều chuyện quá à. Ê, mày vô giết. Trời ơi. Cho ly đá đen đi. Nay tôi qua không có uống trà đâu ông nội ơi. Trời ơi, ông nghĩ bán chứ mày có làm ly đặc biệt ly
đen đá rồi tôi coi. Cái gì? Đen đá? À, bữa nay sao tự nhiên đổi gu cho nội? Gu gì? Mỗi lần tôi thấy ông qua đây là ông uống đen đường. Ừ. Tự nhiên nay đòi uống đen đá là sao? Đen đường uống hoài cái gu đó quýnh cờ với ông thua sặc gạch. Bây giờ đổi chiêu, thấy không? Đổi phong thủy luôn. À, bằng cách là uống đen đá đen lát tôi đá cái giận đen đi tôi thắng ông cờ. Trời ơi, tự tin quá đáng. À, thôi được rồi, qua đây uống cà phê thì tôi phục vụ cho ha. Còn cái chuyện mà đánh cờ thôi nay miễn đi ha, tôi mệt lắm. Ủa gì kỳ vậy? Không thích đánh cờ nữa. Gì hả? Qua uống cà phê là mượn ly cà phê đánh cờ, thấy không? Trời đất ơi, giờ ông không đánh cờ rồi uống cà phê có ý nghĩa gì? À, chắc nghe phong thủy tôi rồi bắt đầu ngán rồi, sợ thua rồi. Dễ hiểu thôi. Trời ơi, mắc cười quá. Mà cười không nổi gì chọc lấy nó cười. Mệt, làm gì mà tôi sợ thua ông? Vậy sao không quýnh? Tôi bực mình cái chuyện mà tại sao con Hạnh tự nhiên nó nói phong long về má nó nè. Chà, Linh Dữ, hay là con Hạnh nó biết tin về má nó? Mà chắc không phải đâu. Ông làm gì con thằng đơ? Đơ đâu đơ? Đang suy nghĩ rằng lát tôi quýnh cờ rồi tôi đi nhiều đường chiếu tướng ông thua sặc gạch chứ đơ đơ gì không nội. Mệt quá. À, thôi không uống cà phê. À, cũng không uống trà. À, gì kỳ vậy? Tôi hỏi ông này nha. Cái gì? Này tôi thí dụ rồi nha. Thí dụ đi. Thiệt rồi nha. Nói đi. Thí dụ như là má của con Hạnh với con Phúc về đây xin gặp tụi nó thì ông giải quyết làm sao? Giải quyết làm sao là sao? Là tôi không cần uống cà phê đen đá mà tôi đá một phát văng ra ngoài cửa luôn chứ sao? Sao ông hung dữ quá vậy? Dữ dữ cái gì? Dù gì đi nữa tụi nó cũng mẹ con với nhau. Ông tàn nhẫn vô nhân đạo quá à. Tôi hỏi ông có người phụ nữ nào làm mẹ làm vợ ha mà bỏ đi biền biệt như vậy, không đếm xỉa gì về gia đình mình, bao nhiêu năm trời giờ tự nhiên quay về là sao? Ý ông nói là trên đời này không có người phụ nữ nào làm như vậy. Làm gì mà có người phụ nữ vậy? Có. Có? Ở đâu ra? Ở đâu ra? Thì má của con Hạnh với con Phúc đó. Rảnh quá. Rảnh? Bây giờ tôi mới thấy ông cố chấp. Bây giờ tôi mới thấy ông vô tình. Hồi xưa tôi nghĩ thôi. Từ cái sự việc này tôi mới liên tưởng tới cái sự việc mà tôi với ông bạn bè quýnh cờ bao nhiêu năm nay. Ông quýnh ông ăn tôi không bao giờ mà tôi ăn ông. Ông ăn hoài ông không thấy nhục hả? Tôi ăn mà nhục. Cho nồi chắc. Lâu lâu ông cũng phải thả một cái để cho bạn bè ông có niềm tin để quýnh tới chứ. Tao phải trung thực với lại bản thân người ta chứ. Đúng. Sao mình dám lừa dối chính bản thân mình? Ông trung thực quá. Cho nên cái gia đình của ông á, tôi thấy không có hạnh phúc, con khỉ khô gì hết trơn rồi. Rảnh quá tự nhiên đi qua đi xài xể tôi là sao cha nội? Ai xài xể ai? Hồi nãy ông chửi thẳng vô trong mặt tôi chứ tôi xài xể ông ha? Tại ông hỏi toàn những câu đâm hơi không sao không la ông được. Đâm hơi? Đây là nhà của ông đó nha. Chứ nhà của tôi nãy giờ tôi đuổi ông về rồi đó. Trời ơi, mắc cười quá, chọc lét chọc cười. Giờ sao, uống cà phê không? Tôi đi pha. Không uống. Chào ông. Khó ưa. Làm như ông dễ ưa lắm vậy. Ủa là sao? Sao cho chú Cự biết? Ủa trời ơi, ghét con thất vọng về tía khủng khiếp luôn á. Nãy giờ mày nói tao hả? Con nói tía chứ lại con nói ai? Vụ gì? Trời ơi là trời, cả gia đình này đề cử tía đi qua nói chú Cự biết. Chuyện chị Sương, mà tía không chịu nói, tía đi tầm 5, tầm 3, đi 8 nhiều chuyện hả? Mắc mơ gì tao nói. Tự nhiên rị tao vô cái vụ đó, chuyện nhà người ta mà. Mày nhiều chuyện mày qua mày học đi. Ôi như nãy đòi đi chi? Cái ông này, ông lãng nhắc quá à. Bộ ông nghe tía nói hả? Tía nói là tía giả bộ, tía dò sơ sơ thôi, dò ý chút thôi mà bị chú Cự cự quá trời luôn rồi kìa. Biết nói thẳng dò chứ mới bị cự đó. Ép tía hoài kỳ cục. À tía gì? Hay là con nghĩ vậy nè, chuyện của chị Sương á, mình khoan thì nói chú Cự biết, mình nói chị em con Hạnh biết trước đi, rồi chú Cự từ từ mình nói sao được không tía? Trời ơi. Cái gì vậy? Quá chán này. Tưởng tính cái cách gì, cuộc tính cách tào lao là giỏi. Có sao tào lao? Bà nghĩ sao mà giấu chú Cự, rồi bà cho đám con nít nó biết. Rồi chú Cự chú biết là hồi xưa giấu chú, không nói chú biết trước đầu tiên. Lúc đó ông không còn tính Cự nữa mà tính đập á. Thì gặp bà đâu đập bà đó đó. Đồ điên quá, làm gì đập tôi? Cái ông này bậy nó bạ mà. Có thương là thương chị em Hạnh,
tụi nó còn non nớt quá mà. Tụi nó như những con chim mới ra ràng mà tụi nó phải đón nhận một cú sốc lớn như vậy. Hỏi coi liệu tụi nó có chịu đựng được hay không. Hạnh không nhận biết á, mà Hạnh còn gặp dì Sương luôn rồi đó ba. Cái gì? Cái gì? Con nói thiệt đó hả? Mà sao con biết? Thì Hạnh nói cho con biết. Bây giờ Hạnh hoang mang lắm rồi, không biết phải làm như thế nào đó. Đặc biệt là không biết nói chuyện sao với nội cự nữa. Thôi được rồi. Tế, bà xã, tôi phải đi có chuyện. Tôi phải đi. Nè, ông đi đâu? Thì đi con Hạnh nó là sao? Trời trời, không nghe nó nói hả? Con Hạnh không biết làm sao hết. Thì lúc này nó cần những người lớn bên cạnh để an ủi nó, hiểu không? Tài lanh quá. Tài lanh gì nữa, nó nghĩ bậy, nó làm bậy rồi sao? Thôi thôi thôi, mày làm gì kỳ? Từ từ, nghe tôi nói nè. Lại từ từ. Cái chuyện này là cái chuyện sốc của chị em đó, mày nói là đúng. Hồi nào giờ nghĩ là mẹ không có, coi như là mẹ chết đâu đó. Tự nhiên giờ có người xuất hiện, nó là mẹ, là mẹ ruột của mình, thấy không? Tụi nó cũng mang đấu đối diện với cái chuyện kêu quá bất ngờ, quá sốc, đúng không tụi con? Để từ từ tụi nó suy nghĩ rồi nó chọn cái cách nó tiếp cận đối diện, thấy không? Đó cũng là cái cách để mà tụi nhỏ bây giờ nó trưởng thành hơn, hiểu chưa? Làm quá. Tía nói đúng rồi đó. Trời đất ơi, vậy là mẹ của chị Hạnh với Lai Phúc còn sống.